Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 18 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sang tới ngày hôm nay, nắng nóng tại Bắc Bộ đã dịu đi, trời nhiều mây hơn và có mưa rải rác tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến đêm nay, mưa được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện trở lại riêng tại khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Mưa sẽ còn tiếp tục duy trì trong hai ngày 18 và ngày 19 tháng 5, nhưng cường độ và diện mưa cũng sẽ thu hẹp hơn. Do có mưa nên nắng nóng diện rộng tạm thời chấm dứt tại Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 32-33 độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì cục bộ vẫn có những điểm lên đến 35 độ. Đi sâu vào khu vực Trung Bộ, hôm nay thời tiết ít có sự thay đổi, phổ biến vẫn là tình trạng ít mây ngày nắng nóng, cụ thể là nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến ở mức từ 35-38 độ. Riêng tại vùng núi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, dao động từ 37-40 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ phổ biến khoảng 45-55%. Sau đó chiều tối và đêm, do cũng chịu ảnh hưởng phần nào của hệ thống gây mưa ở Bắc Bộ, nên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sang tới ngày mai, nắng nóng gay gắt tạm chấm dứt trên khu vực, nhiệt độ giảm dần từ Thanh Hóa tới Phú Yên. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ, nhiệt độ vẫn còn cao trên ngưỡng 35 độ. Còn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo. Vì thế mà chiều và tối nay, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông diện nhiều nơi. Cục bộ vẫn có những nơi có mưa vừa đến mưa to. Quý vị cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo từ nay tới hết tuần, mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện đều đặn trên khu vực. Thời điểm mưa sẽ chủ yếu về đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là từ 30-33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31-34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Giữa khu vực Tây Bắc ngày có mây, trời nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Giữa khu vực Tây Bắc là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Giữa khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 31-34 độ. Tây Nguyên,
có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nam đông nam cấp 4-5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đông nam cấp 4-5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3-4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3-4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.